Hà Quyết, Hầu Đá. Các bạn vào bạn một vòng xem nha. Đây, có một địa điểm mới các bạn, quán Hồng Thấm. Giờ tham quan ốc đây các bạn, có ốc hương nè. Ở đây họ có nhum không mà chị nó không có. Ăn mấy con? Cảm ơn hết. Ơi, cho ăn mấy nhum kia vô qua. Vậy hả? Em ăn 6 con. Cái 30 con đi. Con đi. Hương ăn rồi. Hàu này thì nó ngọt. Cái hàu này thì nhiều giòn. Hàu này ngon hơn nè. Hàu này giòn, còn này ngọt. Ok. Hàu hương thơm, còn ở này thì ngọt là hàu đá. Còn giòn là hàu. Hàu gì chị? Hàu quýt. Hàu quýt. Hàu quýt thì nó giòn. Ủa còn đây là cũng hàu đó, là hàu gì đó chị? Đó hàu con đó nhỏ. Hàu đá mà nhỏ. Ủa chị, cái ốc hương này á là mình đánh tắt á vô hay là giống như người ta nuôi đánh tắt vô, đánh tắt rồi để vô luôn chứ hay là nuôi không hay là hương thiên nhiên? Ốc này ốc hương thiên nhiên rồi, cái size nó vừa ha, cũng ok quá. Vậy là biết thiên nhiên rồi, nhưng mà tại hỏi đây cho biết chắc chắn rồi, tại biết sao không? Nuôi đó là nó đều rang như đi lính vậy. Em không hiểu, nhưng mà cái này là nuôi Na nuôi đúng rồi, người ta giả cho người ta nó nhỏ nhỏ người ta nuôi cho nó bự ra, người ta đặt ta bắt, nhưng mà nó vẫn ngon vậy nè, không chị? Đúng rồi, nó không có bằng cái không, còn hàng nuôi ở trong mình là khác nữa, nuôi cái gì, nuôi hồ cái gì. Cái này là đánh bắt hả chị? À, ngon quá ha, nó có nhiều loại quá. Dạ, dạ, đặt lợp hả chị? Đúng rồi, vậy nó mới ngon nè. Có mặt nhiều ký vậy chị? Cái ốc hương này 400. Nhỏ quá mà 400 hả chị? Ốc hương nó có nhỏ, ốc hương nó lớn rồi đó. Nè, thấy nó còn nhỏ xíu à. Đi lựa luôn. Ốc nghe. Ốc nghe. Căng nghe chứ em đâu có lựa đó. Chị có chỗ ngồi luôn. Ở ngoài đó. Không. À, muốn lựa. Đây, mình quay sơ đây có các loại gì nè các bạn. Đây là khoai dẹo hả em? Khoai dẹo. Nè ốc nhung nè. À có ốc nhung nè. Ốc phải ốc nhung. Nè,
gai nè, ốc gai. Ốc gai ở trứng, trứng dừa. Cá này không? Cá nó mang gai ngon rồi. Cá mang ớt các bạn. Mau ớt. Còn mau ớt hả? Cá mau ớt. Mình có hỏi. Này giá sao chị? Cái đó em làm 220 một ký hả? Cá mau ớt là 220 một ký các bạn. Không giác không? Ăn chứ. Giá sao chị? Con mượn nhất đây nè. Làm luộc luôn á là 220 cũng giá tiền. Muốn ký, ký. Làm luộc luôn. Là 220 một ký hả chị? 220 một ký. Dạ. Nó ốc nước nha. To ghê ha. Đây, các bạn thấy không? Giá to. Nó tốt này ăn giòn thơm ngọt lắm. Nếu nào? Hai con. Hai con hả? Đây, hai con này luôn đi. Nước thường. Mình quay sơ cho các bạn xem ha. Hình như các clip khác mình cũng có quay cái mấy cái ốc này, cái này rồi. Cái này gọi là em, cái này gọi gì quên rồi em. Sào mai vậy. Con này heo nại em. Hai con luôn. Đây có một số loại ở đây các bạn. Cái này là nước hơi nhiều quá. Đi mới lấy à. Đó các bạn nhìn thấy cái ốc giác nhìn hấp dẫn không? Con nào cũng mập ha. Chị vớt hai con nhỏ đi ăn cho vui. Nhỏ đi tặng hả chị? Con muốn ngồi ở đây không? Hả? Con hỏi nãy giờ. Ngồi đây á. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Nghĩ là ốc hương muốn lửa không? Đó, mình quay sơ chia sẻ ở đây cho các bạn xem ha. Ông Thấm nè, bây giờ giáp mình cho các bạn thấy giáp mỏng ha. Để coi ăn sao mình sẽ quay chia sẻ các bạn ha. Ở đây thì có view biển, có giọng, có bàn, có ghế ha. Nếu không thích thì các bạn có thể vô đây ha. Ở đây cũng được. Đây cũng trời mái lá cũng mát. Các bạn có thể ra view biển ở đây ha. Ở đây cũng mát mà, ok hả? Mát. Mát lắm em ơi, ra đây đi. Đó, quay sơ sơ các bạn xem. Đó, view biển đã các bạn. Đây biển là trong xanh nữa các bạn. Đó, có giọng để các bạn có thể ngồi đây ha. Đây. Đã quá các bạn. Quá trời mát ở trên thì lập lá nữa các bạn. Đó, cái che cái này để che sợ mưa á, nó tạt thôi. Mưa thì có phủ xuống được ha. Đó. Lá đó đây trên thì lợp một tấm nhựa để che mưa đó bạn. Các bạn có thể uống cà phê ở đây không, sau đây đây là quán ăn, ngồi ăn rồi ngồi họ thì có thể nằm giỏng ở này các bạn. Đó. Thì mình lấy ghế dựa ra cho đỡ, nữ thì thích ghế dựa cho nó thoải mái các bạn. Rồi mình có thể ngồi ghế cái nhỏ này cũng được ha. Mà mình sẽ chồng những cái ghế này lại. Rồi, các bạn đợi xíu nha. Mình sẽ quay những cái con ốc ra cho các bạn xem nha. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Để chia sẻ cho mọi người biết những cái địa điểm ăn uống này kia cái nọ. Mình 7 người đúng không? Dạ. Mình tay vô chân anh đó. Đó. Đúng chân ảnh rung hơn mà bởi vậy để tự nãy coi là hào hào huyết nướng mỡ hành thì lên đi hào huyết nướng mỡ hành cho các bạn cho cái đậu phộng hành ha. bỏ ghế bỏ này xuống. Bên đây thì có ốc hương, ốc hương này là ốc hương nướng các bạn. Đưa anh mấy cái chén nha. Làm chén nước chấm thả cái đậu xuống. Nhưng mà sao đây được? Lấy cái chén ơi đầy. Bà thấy tuyệt không bà? 2 2 4 6 7. Anh Trang là 10 phải không? Là 6 người thôi. Anh Thảo đem múc gì cho để múc tiêu luôn nha. Được rồi. Ăn múc tiêu. Múc tiêu hả? Để thêm cái đẩy nữa được rồi. Đây ốc mình nãy gọi là ốc gì vậy? Ừ, lắm, ốc gai hả? Ốc gai. Ốc gai hấp xả. Các bạn. Đây tôi đi, đúng rồi. Tâm ở bên bển hả? Tâm bên đi hả? Anh tiền. Để làm nữa.
Ok, hấp xả ta đặt ra cho mình luôn, cho mình dễ lấy các bạn. Cái ly của tao nó giống như là học vô là được. Nào. Ăn đi, bỏ lấy chén đây đi. Là cá mang ớt. Ừ, lấy đũa bỏ vô muỗng nè. Hấp hành các bạn. Cái gì, cá ếch hả? Mao ếch. Mao ếch hả? Đây là ốc giác. Nãy giác hấp ha. Ăn khỏi khỏi. Cắt ra cho mình luôn. Má, ăn con cá rồi. Ăn cá phải gấp chứ. Ăn cá mới đúng. Cá phải cắt sẵn cho mình. Rồi, ăn rồi. Kìa, em bỏ cá qua cho. Hấp dẫn quá. Bỏ con không? Hai con được không? Hai con là. Nè, cái dĩa dưới nè. Đó, bỏ con giống luôn. Bỏ con con, bỏ con con được rồi. Không, ngẹp hành nước, tự nhiên xả là nhắc mày. Thôi, 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 dưới luôn. Rồi, cho dưới đây luôn. Rồi. Mà làm ra làm trắng ra ha. Đi sao mực các bạn. Đi sao hải sản. Chén 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 mực nè, quên mì nè. Không ăn đi đâu ăn mì. Không ăn, không ăn chén với anh đang ngủ mờ đâu. Đây đây. Đây là cái gì đó? Là món hải sâm xào chua ngọt các bạn. Kệ cho chị bảo nữa đi. Rồi có dưa. Cá là có no. Hành. Cá có mập. Muốn gì hai ăn cứ nó không mập là sai rồi. Không, cá không mập. Thiệt. Thiệt. Cơm. Trời ơi, con đó lãm mảnh luôn á. À, anh biết sao diễn dưới. Chào các bạn. Nãy giờ mình đã chia sẻ những món ăn ở đây ha. Đồ ăn ở đây cực kỳ tươi ha các bạn. Thì cũng hợp khẩu vị của mọi người ha. Những món ăn đây thì hấp dẫn các bạn. Giá thì cũng chấp nhận được ha. Mà mình nói cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn các bạn lại các bạn clip sau. Bye. Tối thì kia nó ít.